Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụng chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Vậy được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Vả Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Lại có khi nào phán: ta sẽ làm cha ngươi, ngươi sẽ làm con ta. Còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian thì phán rằng: mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy con. Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió và tôi tớ Ngài như ngọn lửa. Nhưng nói về con thì lại phán rằng: hỡi Đức Chúa Trời, ngươi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Quyền bính của Chúa là quyền bính ngay thẳng. Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác. Cho nên hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng sức cho, khiến Chúa trỗi hơn kẻ đồng loại mình. Lại có phán: hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nên nền đất, và các tầng trời cũng là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có. Trời đất sẽ cũ đi như cái áo, Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng. Rồi trời đất sẽ biến đổi, nhưng Chúa vẫn y nguyên. Các năm của Chúa không hề cùng. Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi. Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Sau đây là phần giảng luận của mục sư. Chào các em. Các em khi nãy có tập hát với cô Hạnh Phúc không? Lần sau tập hát chứ. Lời hát rất là vui. Tôi thấy các em nào cũng có tờ chương trình, có em 2-3 tờ chương trình nữa. Các em lấy được nhưng mà để dùng để mà tập hát, nhớ giữ lại cái bài hát đó. Tôi có một cái câu chuyện như thế này, có lẽ các em chưa hiểu hết được, nhưng các em có trí nhớ, các em sẽ hiểu. Các em chắc không biết tên một người tên là Voltaire. Khi các em lớn lên, các em học về philosophy, các em sẽ biết ông này, mà mong rằng các em đừng đọc sách của ông này. There was a French philosopher whose name is Voltaire. His name is actually François-Marie Arouet, and his pen name is Voltaire. When he was alive, he predicted that in 100 years there will be no more Bible. No more Bible. They would destroy every Bible. No more Christianity. And he died in 1778. How long ago? 223 years. Are there still Bibles around? Yes. He predicted that in 1878 there are no more Bible. They destroy everything because Bible is worthless. Ông Voltaire, ông tiên tri tầm bậy vào năm 1778 là cái năm ông chết đó. Trước đó ông nói rằng 100 năm sau không còn cuốn kinh thánh nào nữa. Còn kinh thánh không? Còn rất nhiều. Mỗi năm kinh thánh bán ra nhiều hơn hết tất cả sách nào khác. And you know he has a
a printing house, and after that, they sold his printing house to a Bible society to print the Bibles. Ông đó hồi xưa có một cái nhà xuất bản, nhà in, để in sách của ông. Nhưng mà sau đó, họ bán cái nhà sách đó, nhà in đó, cho một nhà xuất bản kinh thánh để in kinh thánh. Đó là tên của ông Voltaire. Bây giờ tôi có một câu chuyện của ông Voltaire. At one time, Frederick the Great, the king of Prussia, held a banquet at which Voltaire was present. Ông vua tên là Frederick the Great của nước Prussia. Prussia bây giờ là Germany, trước là Prussia. Thì lúc đó có ông Voltaire là triết gia của người Pháp ở đó. When dinner was served, khi người ta dọn ăn, he criticized the Christians. Ông chỉ trích những người tin Chúa. And he finally said, I would sell my seat in heaven for a Prussian dollar. Ông nói tôi sẽ sẵn sàng bán cái ghế ngồi của tôi ở trên thiên đàng giá $1 thôi. Ai cũng muốn mua thì mua. Then a guest stood up. Có một người trong bữa tiệc đứng dậy, said, Sir, you are in Prussia. Thưa ông ở trong nước Prussia, ông ở nước Đức. Where we have a law which requires that one who wishes to sell anything must first prove ownership. Ông ở trong cái nước Đức này đó, và ở đây có một cái đạo luật bắt buộc ai muốn bán cái gì đó phải chứng minh rằng cái món mà ông bán đó là của ông. Phải chứng minh điều đó. Ông có thể chứng minh ông có cái ghế trên thiên đàng không? Can you prove that you have a seat in heaven? Ông Voltaire không có trả lời được, đỏ mặt. Ông không có cái ghế trên thiên đàng. Ông không tin Chúa. Các em biết cái ghế trên thiên đàng là gì không? Your name in the book of life. You have your name written in the book of life, the book of the Lamb. Các em có tên các em được ghi tên trong sách sự sống của Chúa Giêsu là chiên con không? Read after me. Nothing impure will ever enter heaven. Nor will anyone who does what is shameful, but only those whose names are written in the book of life of the Lamb. But only those whose names are written in the book of life of the Lamb. Chỉ có những người có tên ghi trong sách sự sống của chiên con là những người tin Đức Chúa Giêsu, tin là mình có tội, được huyết của Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, the Lamb of God, rửa sạch tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta có tên ghi ở trong sách sự sống. Mà có em nào đã có tên ghi trong sách sự sống đem bán cho người khác không? Never, never, không bao giờ, phải không? Ông Voltaire không có tên ghi trong sách sự sống, ông không bán được. Chúng ta ước mong, không biết sau đó ít lâu ông có ăn năn không, chúng ta không biết. Nhưng mà lúc đó ông là người atheist, người không tin Chúa. Ông có không có tên trong sách sự sống. Các em biết nếu cái người không có tên trong sách sự sống sẽ đi đâu? Các em biết không? Without your name written in the book of the Lamb, where would you go? To hell. To hell. You want to go there? No. You want to go to heaven. Ask Jesus. Believe in him. Have your name written in the book of life of the Lamb. Cầu nguyện với Chúa Giêsu, xin Ngài viết tên các em vào sách sự sống của chiên con. Kính mời Hội Thánh đứng dậy. Kính lạy Đức Chúa Trời, chúng con tôn thờ Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì tình thương của Chúa. Chúng con xưng danh Đức Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, vì Ngài đã hy sinh, vì Ngài đã dâng chính thân thể của Ngài trên cây thập tự làm của lễ chuộc tội cho chúng con. Chúa hứa với chúng con, ai tin nhận Chúa Giêsu, ai có huyết của Chúa Giêsu rửa sạch tội lỗi thì người đó có tên ghi trong sách sự sống.
Xin Chúa biết từng người ở đây. Chúa cho chúng con biết mình đã chắc chắn có tên ghi trong sách sự sống chưa? Nếu chúng con biết chắc chúng con được ghi trong sách sự sống, xin Chúa cho chúng con sống đúng với địa vị của chúng con để làm vinh hiển danh Chúa. Nếu chưa, xin Thánh Linh chỉ cho chúng con biết, cáo trách chúng con, chỉ dạy cho chúng con để chúng con đến với Chúa Giêsu. Chúng con nhờ huyết của Chúa Giêsu rửa sạch tội lỗi của chúng con và tin chắc rằng khi huyết của Chúa Giêsu rửa sạch tội lỗi của chúng con thì tên của chúng con được ghi ở trong sách sự sống của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời Hội Thánh an tọa. Cảm ơn các em. Chúng ta suy gẫm về đấng thiên nhân theo cái đầu đề mà tôi để ở trong tờ chương trình. Thiên là trời, nhân là người. Chúng ta học về Đức Chúa Giêsu là trời trọn vẹn và là người trọn vẹn theo thơ Hebrew. Cảm ơn Chúa. Khi về đây thì Chúa cho chính mình tôi có dịp học chung với Hội Thánh thơ này trong 2 năm. Học lần đầu và học lại lần thứ nhì. Nhưng mà mỗi vị ở đây đó thì học nhiều lắm là 2 lần. Quý vị biết tôi học mấy lần không? Có 3 nhóm. Thì nhân cái 2 lên là 6 lần. Nhưng mà rồi học rồi đọc lại, chúng ta vẫn thấy chúng ta mới cuốc sức sớt ở trên mặt lời của Chúa. Chúng ta chưa đào sâu bao nhiêu. Ước mong Chúa cho chúng ta mỗi người nhờ Chúa để học thơ này là một thơ rất là sâu nhiệm. Chúng ta học biết về Chúa qua Kinh Thánh. Chúng ta có bộ Cựu Ước và Tân Ước. Chúa để cho chúng ta thơ Hebrew là một cái móc nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Và thơ Hebrew là một thơ trình bày về Chúa Giêsu ở những cái khía cạnh rất là lạ lùng, dưới những ánh sáng rất là kỳ diệu. Ước mong chúng ta suy nghĩ về Chúa qua thơ Hebrew để chúng ta thấy ai có đủ tư cách, đủ khả năng, đủ quyền năng để cứu vớt chúng ta. Và khi chúng ta biết được đấng đó, chúng ta biết Ngài là ai, quyền năng của Ngài như thế nào, Ngài đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì, chúng ta sẽ có một sự sống mạnh mẽ trong Chúa. Chúng ta biết Chúa một cách vững vàng càng hơn. Chúa của chúng ta không phải là những pho tượng do tay người ta đặt ra để đâu ngồi đó. Chúa của chúng ta không phải là con người phải tốn bao nhiêu năm để sửa, để tu, để làm điều này điều nọ. Chúa của chúng ta không phải là loài thọ tạo. Nhưng Chúa của chúng ta là đấng tạo hóa. Ngài là trời, nhưng Ngài phải đến làm người. Chẳng những Ngài hiện ra như một người, nhưng Ngài hiện ra như một người nô lệ, tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, là chết cái chết của người nô lệ. Ê-sai đoạn 52 câu 13 và câu 15 mô tả Ngài có một cái thân thể tan nát hơn bất cứ một người nào trên thế gian này cả. Chúng ta dỡ mấy câu đó mặc dù chúng ta đã đọc, đã học gần đây, nhưng xin quý vị dỡ mấy câu đó để thấy cái hình ảnh của Chúa của chúng ta. Ê-sai đoạn 52 câu 13 đến câu 15 Cựu Ước trang 844. Mấy câu cho chúng ta thấy đấng thiên nhân là ai. Này tôi tớ ta, đó là tôi tớ của Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Giê-xu, sẽ làm cách khôn ngoan, sẽ được tôn lên, dấy lên và rất cao trọng. Ít khi trong một câu Kinh Thánh dùng 3 chữ tôn lên, dấy lên và rất cao trọng, cũng có nghĩa là
lên, nói về một đấng cao cả tuyệt vời, ra ngoài tất cả cái lĩnh vực không gian và thời gian của loài thọ tạo. Chúng ta không nói là loài người nữa, bởi vì loài người quá nhỏ bé. Ngài cao trọng tuyệt vời, trong khi nói ba cái chữ đó, nói về Chúa của chúng ta, nói về quyền tể trị tuyệt đối của Ngài. Nhưng qua câu 14, nhưng nhiều kẻ thấy người mà lấy làm lạ, mặt mày người xài xế hơn, lắm hơn kẻ nào khác, hình dung người xài xế hơn con trai loài người. Ở đây mô tả Chúa của chúng ta, đấng cao cả tuyệt vời như vậy. Khi Ngài làm người, Ngài mang lấy cái thể xác của con người, thì cái thể xác có tan nát, đâm thủng, đánh đập, không một ai trên trần gian này chịu như vậy cả. Ngài hạ mình xuống đến chỗ thấp nhất. Ngài, ở đây chỉ hai câu, nói Ngài cao nhất và Ngài thấp nhất. Ngài tình nguyện xuống chỗ thấp nhất để cứu chúng ta. Trong cái chữ nhân của Ngài đó, cái chữ người của Ngài đó, là Ngài đến cái chỗ thấp cùng tồn. Trong cái chữ thiên của Ngài đó, là Ngài lên chỗ cao cùng tồn. Đó là cái ý nghĩa mà Hebrew trình bày Chúa của chúng ta. Chúng ta học về đấng thiên nhân. Xin chúng ta trở lại Hebrew đoạn 1. Chúng ta dò mấy cái chữ này. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Đời xưa tức là trước khi Chúa Giê-xu nhập thể, trước khi Chúa Giê-xu xuống trần làm người, thì Đức Chúa Trời vẫn yêu thương loài người, mặc dầu loài người phản nghịch Đức Chúa Trời. Đây là một cái chân lý người ta không hiểu được. Con người, các vị giáo chủ sáng lập các tôn giáo không hiểu được chân lý này. Các vị biết rằng con người tội lỗi, các vị biết rằng con người bất toàn, và các vị tìm về với Thượng Đế. Tất cả các vị giáo chủ trên trần gian này, nhưng mà họ không biết rằng chính Thượng Đế tìm đến với loài người. Thượng Đế biết rằng loài người không thể nào tìm về với Thượng Đế được, cho nên Ngài tìm đến với loài người. Trước khi Chúa Giê-xu xuống trần thì Đức Chúa Trời vẫn phán, vẫn nói, tiếp tục nói nhiều lần, nhiều cách qua các tiên tri của Ngài. Chúa để lại cho chúng ta một bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Chúa nói với chúng ta, Chúa phán với tổ phụ chúng ta, bây giờ vẫn tiếng đó vẫn còn áp dụng cho chúng ta nhiều lần và nhiều cách. Có khi Chúa phán trực tiếp cái lời của Ngài, bảo Môi-se ghi lại 10 điều răn, dạy cho dân phải làm điều này, phải làm điều này, phải làm điều này. Có khi Chúa dùng hình ảnh tượng trưng, chúng ta gọi là hình bóng. Chúa kêu Abraham đem dân Isaac lên núi Moria. Đó là một lời dạy của Chúa để bày tỏ cái tình thương của Ngài cho Abraham, thấy rằng con có một con mà thôi, con thương con của con như thế nào, con bằng lòng hy sinh con của con với ta, nhưng đến cái giờ phút chót ta cứu, ta đem Isaac ra, Isaac không bị chết, nhưng chính ta là Thượng Đế, ta là Đức Chúa Trời, ta chỉ có một con, ta đem con của ta lên núi Gô-gô-tha và ta chính tay của ta giải nạp con của ta để chịu giết. Đó là cái chương trình cứu rỗi Đức Chúa Trời phán. Ngài phán qua những hình ảnh khác. Ngài dạy cho Môi-se dâng con chiên về lễ vượt qua. Ngài dạy cho David làm những bài thơ, những bài thánh ca. Quý vị biết rằng thi thiên, tức là những bài thơ, là những bài thánh ca, cũng nói về Đức Chúa Giê-xu. Ngài dạy nhiều lần nhiều cách. Đặc biệt là Thi Thiên 22 viết rất rõ về cảnh Chúa của chúng ta ở trên cây thập tự. Từ lời kêu Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi, đến việc Ngài bị đâm thủng bằng đinh, bằng giáo,
đến việc Ngài bị người ta lột tất cả các áo ra, người ta chia nhau áo sống của Ngài và bắt thăm về áo dài của Ngài. Việc của Ngài sống lại đều được bày tỏ ra qua các đấng tiên tri, nhưng tất cả đều là hình bóng. Cho đến khi chính Ngài dạy chúng ta bởi con của Ngài, qua sự nhập thể của con của Ngài đến trực tiếp với chúng ta. Ngài không ở trên trời, Ngài phán nữa, bởi vì tiếng phán thì trên trời quá xa vời với chúng ta. Ngài đến với chúng ta, Ngài sống giữa vòng chúng ta, Ngài mang cái thể xác con người của chúng ta. Ngài chịu đói, Ngài chịu khát, Ngài chịu mệt nhọc như chúng ta, để thông cảm với chúng ta, để mà nói chuyện với chúng ta. Đó là ý nghĩa của mấy câu đầu trong thơ Hebrew. Khi chúng tôi học mấy câu này thì chúng tôi nhấn mạnh đến bốn cái việc làm hay là bốn cái danh hiệu của Chúa Giêsu. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta thấy nhiều hơn nữa. Ở đây tôi có thể liệt kê cho quý vị 8 cái danh hiệu của Chúa Giêsu ở trong câu 1 cho đến câu thứ 3. Những danh hiệu này có những ý nghĩa đặc biệt về Chúa Giêsu để chúng ta học hỏi, chúng ta gần gũi với Chúa. Thứ nhất là Ngài là phát ngôn nhân hay là phát ngôn viên hay là đấng phát ngôn của Đức Chúa Trời. Câu thứ hai nói rằng đến những ngày sau rốt này Ngài phán dạy chúng ta bởi con của Ngài. Quý vị thấy cái câu này nói như thế nào? Đến cái ngày sau rốt, Ngài phán dạy với chúng ta. Cái chữ chúng ta đó rõ ràng áp dụng cho quý vị và chính mình tôi. Những cái lời phán của Đức Chúa Trời bây giờ không còn phán qua các tiên tri nữa, nhưng mà phán trực tiếp qua con của Ngài. Cái chữ bởi này tiếng Anh là xuyên qua, through. Ngài phán qua con của Ngài. Như vậy Đức Chúa Giêsu là đấng phát ngôn, phải không? Chúng ta gọi là phát ngôn viên hay là gì đó. Nghĩa là bây giờ Đức Chúa Trời phán với chúng ta bởi Đức Chúa Giêsu. Đó là một cái danh hiệu thứ nhất của Chúa Giêsu. Danh hiệu thứ hai của Ngài là đấng thừa kế con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Tôi sẽ đi sâu vào cái ý nghĩa đấng thừa kế này. Cái chữ của người ta bị giới hạn nhiều lắm. Tôi cứ suy nghĩ về những cái chữ mà con người được Kinh Thánh dùng, của con người, ngôn ngữ của con người được Kinh Thánh dùng. Cảm ơn Chúa, Chúa đã cho chúng ta một số ý nghĩa rất là sâu nhiệm. Nhưng rồi chúng ta đến cái chỗ lúng túng là cái ngôn ngữ của con người không bao giờ lột hết được ý nghĩa của thiên đàng. Cái chữ kế tự hay là thừa kế, nếu áp dụng nghĩa của con người thì thế nào quý vị? Một ông cha có một gia tài, viết một cái tờ di chúc để lại cái gia tài đó cho người con trai duy nhất để làm người thừa kế. Cái nghĩa đó là như vậy. Nhưng mà ở dưới trần gian này cái nghĩa đó áp dụng như thế nào? Chỉ khi nào ông cha đó chết đi thì cái tờ di chúc đó mới áp dụng, phải không? Nếu ông chưa chết, ông còn có thể sửa cái tờ di chúc đó, đó theo luật pháp của loài người. Và ông có thể để cái gia tài đó cho một người khác, không cần để cho con mình cũng được. Nhưng cái chữ kế tự hay là thừa kế của Kinh Thánh khác cái nghĩa được nghĩa đó. Tôi sẽ đi sâu, tôi chỉ đi nói qua từng cái danh hiệu của Ngài để quý vị thấy. Đó là cái danh hiệu thứ hai, Ngài là thừa kế. Muôn vật đây là cõi thọ tạo, tất cả cái gì Đức Chúa Trời dựng nên, lại bãi bởi con Ngài mà dựng nên thế gian. Công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời Ngài làm qua Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu là đấng đồng sáng tạo với Đức Chúa Trời, co-creator với Đức Chúa Trời. Không có việc gì Đức Chúa Trời làm không qua Đức Chúa Giêsu. Hôm trước chúng ta đọc Châm ngôn đoạn thứ 8 trong cái giờ đọc Kinh Thánh đối đáp, không biết quý vị có chú ý lời đó không? Lời đó
nói về Đức Chúa Giêsu là sự khôn ngoan hiện thân. Và trong cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời có Đức Chúa Giêsu tham dự. Quý vị về nhà đọc lại Châm Ngôn đoạn 8 thì thấy rõ cái ý đó. Ngài là đấng đồng sáng tạo với Đức Chúa Trời, co-creator với Đức Chúa Trời. Đó là cái danh hiệu thứ ba của Ngài. Danh hiệu thứ tư của Ngài là Ngài là đấng chói sáng. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Có một ý nghĩa đặc biệt chúng ta sẽ học. Đó là cái danh hiệu thứ tư của Ngài. Và danh hiệu thứ năm của Ngài là hình bóng của bổn thể Ngài. Cái chữ này thật là khó hiểu. Cái chữ này cũng là cái ngôn ngữ của con người, cho nên tác giả phải dùng một cái hình ảnh như thế này. Hồi xưa người ta lấy cái, không biết quý vị có biết, cái thạch bản người ta khắc hoặc là trên gỗ hay là trên đá một cái hình gì đó, rồi người ta để cái tờ giấy lên, người ta vuốt ở trên cái tấm bản đó, như là cái cách in đó. Thì cái bản này in ra thứ nhất, lấy cái bản sau làm như vậy thì nó giống hoàn toàn 100%. Quý vị thấy cái ý như vậy đó. Đây có cái ý nghĩa như vậy. Ngài là một cái copy, cái exact copy của Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết dùng cái tên, cái chữ gì. Có cả nói về trên bản thể Ngài là đấng bình đẳng với Thượng Đế, Ngài là đấng giống Thượng Đế hoàn toàn, nhưng Ngài là một ngôi vị khác nhưng mà giống hoàn toàn Thượng Đế. Đó là cái ý nghĩa, cái danh hiệu thứ năm của Ngài ở đây. Và cái danh hiệu thứ sáu của Ngài đó là Ngài lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Ngài là đấng bảo tồn cả quả thọ tạo này. Cái chữ bảo tồn này lạ lùng lắm. Tôi nhiều khi suy nghĩ về chính mình không biết tại sao mình sống được. Quý vị biết rằng trong con người chúng ta có rất nhiều cái mạch máu, mà nếu một cái mạch máu nào đó, nhất là những cái mạch máu quan trọng, nó đứng lại thì con người chúng ta nằm ra. Chúa Trời dựng nên con người chúng ta một cách đáng sợ và lạ lùng, và Ngài vẫn giữ cho máu trong tim chạy đều. Quý vị biết rằng không có một cái bộ máy nào của con người sáng chế ra chạy đều, chạy rất là đều, rất là đúng nhịp, mà rất là dai dẳng lâu dài bằng cái quả tim của quý vị. Chúa Trời đặt trong chúng ta cái quả tim đó, và Đức Chúa Trời giữ cái quả tim đó. Không có một cái máy computer nào của IBM hay của bất cứ cái hãng nào lớn nhất trên thế gian này chế tạo được một cái máy computer bằng 1% hay là 1/1000 cái bộ óc mà Chúa đặt ở trong quý vị. Nếu quý vị nghĩ là mỗi cái tế bào ở trong cái computer đó là một cái chip đó, thì cái óc của chúng ta có mấy chục tỷ hay là mấy trăm tỷ cái chip đó, không ai chế được cả. Chúng ta có cái sự khôn ngoan biết lựa chọn. Những cái điều mà những cái người muốn chế computer, họ nói là họ chế cái máy thông minh đó, intelligent computer, intelligent machine đó, không làm được, không có bao giờ bắt chước được cái đầu óc của chúng ta. Đức Chúa Trời làm điều đó, và Ngài giữ, Ngài là đấng bảo trì. Có những người họ nghiên cứu vũ trụ, họ sợ cái black hole, và người Việt Nam dịch là cái quỷ tinh cũng có nghĩa, tức là cái ngôi sao quỷ. Nó hút tất cả cái gì gần nó. Mặt trời nó hút trong chớp mắt cả một cái mặt trời, và có thể cả nửa cái dải ngân hà với hàng tỷ ngôi sao, nó có thể hút vào những cái quỷ tinh lớn. Nhưng mà quý vị yên trí, đừng có sợ quả đất mình bị hút do một cái quỷ tinh nào cả. Chúa đang bảo tồn cái quả đất cho đến đúng ngày của Ngài. Rất có thể Chúa dùng cái quỷ tinh để mà đốt quả đất, hay là Chúa dùng cái gì khác không biết. Nhưng mà theo lời của Chúa ở đây, chính lời của Đức Chúa Giêsu đang giữ tất cả. Có những người khi đọc về mặt trời cũng sợ lắm.
3 tỷ năm nữa mặt trời sẽ lớn ra như là một cái ngôi sao già cỗi, rồi sẽ hút cả quả đất này cháy hết. Họ nói 3 tỷ năm nữa thôi sợ quá. Quý vị đừng có lo, Chúa ca trị cái mặt trời đó bởi lời của Ngài. Có người nói thôi sợ gần hơn, cái quả đất chúng ta nó chạy xung quanh cái mặt trời, nó chạy thế này, lỡ mà nó chạy trật ra một chút xíu thôi, ra xa một chút, quý vị biết cái gì xảy ra? Chúng ta lạnh chết cống hết trơn. Trật một chút xíu thôi, lạnh chết hết. Hay là nó chạy lịch gần một chút thôi, chúng ta nóng mà cháy hết. Nhiều người sợ lắm. Nhưng mà đừng sợ, lời của Chúa Giê-xu đang giữ cái quả đất chạy đúng quỹ đạo, không trật đâu cả. Người ta đang sợ về cái lớp khí quyển gọi là ozone này. Quý vị đọc, quý vị biết điều đó. Ozone là một cái lớp oxygen ở trên thượng tầng không khí. Đức Chúa Trời để trên đó với nhiều thứ nữa để lọc những cái quang tuyến từ mặt trời. Nếu như cái lớp ozone đó không có nữa thì chúng ta sẽ bị tuyến ultraviolet, tia cực tím đó, và những cái tia khác của mặt trời, chúng ta chết vì bệnh cancer, vì đủ thứ bệnh. Người ta sợ lắm, bây giờ người ta đang sợ. Chúng ta đừng có làm cái gì để phá công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta đừng có sợ nữa, là vì lời của Đức Chúa Giê-xu bảo tồn vũ trụ. Chúng ta không thể kể hết được. Đó là cái danh hiệu Ngài đang bảo tồn vũ trụ, lấy lời quyền năng của Ngài mà giữ của thọ tạo của Ngài. Danh hiệu thứ 6 là đó. Danh hiệu thứ 7 là Ngài làm xong sự chuộc tội. Chúng ta cảm ơn Chúa. Nếu Đức Chúa Giê-xu của chúng ta chỉ ở thiên đàng mà thôi, nếu Ngài chỉ làm công cuộc sáng tạo, nếu Ngài chỉ làm công cuộc bảo tồn vũ trụ vĩ đại như vậy, mà Ngài không làm sự sạch tội, thì quý vị và chính mình tôi không có phần gì với Ngài cả. Đó là danh hiệu hết sức là quan trọng của Đức Chúa Giê-xu đối với chúng ta, danh hiệu thứ 7 của Ngài mà thơ Hebrew có nói đến. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa đã làm xong sự sạch tội. Ngài là đấng chuộc tội, Ngài đã đấng làm xong sự sạch tội. Và danh hiệu thứ 7 của Ngài mà Hebrew nói đi nói lại rất nhiều lần hơn tất cả những sách khác trong Kinh Thánh, Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Bây giờ Ngài đang ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Ngài ngồi để làm gì quý vị? Ngài ngồi đọc sách không? Hay là Ngài làm gì? Cầu thay cho chúng ta trong địa vị Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Đó là 8 danh hiệu của Chúa Giê-xu trong mấy câu Kinh Thánh này. Nhờ ơn của Chúa, chúng ta sẽ học về Chúa từng cái danh hiệu để biết Chúa rõ hơn. Càng biết Chúa, chúng ta càng thân mật với Chúa. Chúng ta càng tôn vinh Chúa, tôn đại Chúa, chúng ta càng hạ mình xuống trước mặt Chúa. Càng biết Chúa, chúng ta càng có quyền năng để sống cho Chúa, sống làm vinh hiển danh Chúa. Càng biết Chúa, chúng ta càng ước mong chúng ta thấy Chúa một cách mặt đối mặt. Thấy bây giờ đã thấy được qua lời Chúa, cảm ơn Chúa, càng đào sâu càng gần Chúa, nhưng không thể nào so được với cái sự thấy Chúa khi Chúa trở lại. Chúng ta được biến hóa là giống như Chúa, không còn bệnh tật, không còn tan chế, không còn lo lắng, không còn bất cứ cái gì nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất, chúng ta sẽ biến hóa giống như Chúa. Chúa ở đâu, chúng ta ở đó. Chúng ta được để mặt trần, lúc đó thực sự là mặt trần, nhìn xem vinh hiển của Chúa. Không còn như trong gương nữa, nhưng mà mặt đối mặt. Ước mong chúng ta, quý vị mỗi người và chính mình tôi, gần gũi với Chúa qua lời của Ngài, học lời của Chúa,
học trực tiếp với Chúa để biết Chúa. Chúng ta áp dụng sự học vào đời sống của chúng ta. Tôi thưa với quý vị, đây là một cái lời Chúa dạy cho chính tôi, nhưng mà cũng có lần có những người khác có ơn của Chúa như là ông Finney đã học. Những chân lý chúng ta học được không có ích gì cho chúng ta, và có thể có hại cho chúng ta nếu chúng ta không đem cái chân lý này áp dụng cho cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ học để biết các danh hiệu của Chúa, để biết việc làm của Chúa, mà mình không áp dụng vào cuộc sống của mình, không có ích lợi gì cả. Và có thể đưa chúng ta lên cái sự kiêu ngạo thuộc linh rất là nguy hiểm. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta, để chúng ta nhắc nhở về Chúa Giê-xu là đấng bây giờ đang phán với chúng ta. Đức Chúa Trời đang phán với quý vị, đang phán với chính mình tôi qua Đức Chúa Giê-xu trong giờ này. Xin chúng ta mở lòng ra để nghe lời của Ngài phán với chúng ta. Xin kính mời Hội Thánh đứng dậy, chúng ta cầu nguyện. Xin mỗi người chúng ta lắng lòng xuống để nghe tiếng của Đức Chúa Trời phán qua Đức Chúa Giê-xu. Trong những ngày sau rốt này, Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta qua con của Ngài. Ngài phán dạy chúng ta bằng lời Kinh Thánh. Ngài phán dạy chúng ta bởi huyết thánh của Ngài. Ngài phán dạy chúng ta bởi quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh. Ngài phán dạy chúng ta với những lời thức tỉnh, cảnh cáo. Ngài phán dạy chúng ta với những lời khuyến khích, nâng đỡ, yêu thương. Ngài phán dạy chúng ta như là một lời nghiêm khắc của vị cha khi chúng ta lỗi lầm. Vị cha áp dụng biện pháp kỷ luật với chúng ta cũng là lời yêu thương. Hay là Ngài phán với chúng ta như lời vỗ về âu yếm của một bà mẹ hiền đang ẵm đứa con vừa dứt sữa ở trong lòng của mình. Xin chúng ta lắng lòng nghe tiếng của Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Chúng ta áp dụng lời của Ngài cho cuộc sống của chúng ta. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng con cảm ơn Chúa vì chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Trong khi chúng con còn là người có tội, trong khi chúng con còn yếu đuối chống nghịch Chúa, thì Đức Chúa Giê-xu Christ đã vì chúng con mà chịu chết. Đức Chúa Trời phán lời của Ngài ở trong Kinh Thánh qua các tiên tri. Cảm ơn Chúa, chúng con thuộc về những ngày sau rốt. Chúng con được lời phán của Chúa trực tiếp qua Đức Chúa Giê-xu là Chúa của chúng con. Xin Chúa phán với chúng con như Ngài đã phán với Sao-lơ. Trên con đường chống cự Chúa, trên con đường hăng say tưởng mình làm việc cho Ngài, nhưng thực sự đang chống đối Ngài. Xin Ngài phán với chúng con, cho mỗi lòng của chúng con được nghe rõ tiếng của Ngài, tiếng yêu thương, tiếng kêu gọi, tiếng cầu thay cho chúng con. Xin Ngài cho mỗi người chúng con được nghe lời cầu thay của Chúa Giê-xu ở trên cây thập tự. Lạy Cha, xin tha cho họ. Xin Chúa cho chúng con mỗi người được nghe tên của chúng con, không phải chữ họ, nhưng mà là tên của chúng con. Lạy Cha, xin tha cho Lê Phước Nguyên. Lạy Cha, xin tha cho những người đang đứng trước mặt Ngài. Lạy Cha, xin Ngài làm trọn sự cứu rỗi của Ngài trong các con cái của Ngài. Lạy Cha, ai đang đi con đường riêng của mình, xin Cha kêu lại, xin Cha hướng dẫn đến với Chúa Giê-xu.
Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu vì bây giờ Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài đang cầu thay cho chúng con. Ngài thấy mỗi người chúng con đang đứng trước mặt Ngài ở đây. Lòng của chúng con có gì? Lòng của chúng con hướng về đâu? Xin Chúa cầu thay cho chúng con để kéo chúng con trở về với Ngài. Chúa thăm viếng mỗi người đang đau yếu. Ông Hạnh đang ở trong nhà thương. Xin Chúa chữa bệnh cho ông. Kéo lòng ông về với Chúa. Mỗi người trong gia đình ông. Chúa thăm viếng bà cụ Mục Sư Mão. Chúa đặt tay trên bà cụ, cầu thay cho bà cụ để bà cụ được lành. Chúa bổ sức cho ông cụ Mục Sư Lưu Văn Mão. Chúa chữa bệnh cho cô Lưu Thị Vĩnh Phúc. Chúa chữa bệnh cho mỗi ông bà anh chị em chúng con đang đứng trước mặt Ngài có bệnh tật gì. Nhân danh Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng đã gánh vác hết tội lỗi cho chúng con. Bởi lần roi, lần đòn của Ngài, chúng con được chữa lành. Xin Ngài ban sức sống dư dật của Ngài cho chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn biết Ngài một cách rõ ràng, một cách trực tiếp. Chúng con muốn nghe tiếng của Ngài phán với chúng con. Xin Ngài mở mắt chúng con như Ngài mở mắt sau lơ, để chúng con nghe được tiếng của Ngài. Chúa cho chúng con có thái độ dứt khoát như sau lơ, nhất định quyết tâm vâng phục Chúa trọn vẹn, không bàn với thịt và máu, không phân biệt thiệt hơn thua lợi, tất cả chúng con bỏ hết, chúng con nắm chặt lấy Chúa của chúng con. Xin Chúa dạy dỗ chúng con để chúng con biết Chúa, đến với Ngài, sống với Ngài, phản chiếu được Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha, đời đời vô cùng. Amen. Chúng ta hát tôn vinh Chúa. Tôn vinh chân thần nguồn ơn vô đối, dưới đất chúng sinh tùng mỹ khắp nơi, trời cao cũng chung.